Xin kính chào các bạn. Hôm nay Tài lại tiếp tục chia sẻ các bạn đệm hát một số bài hát trữ tình, bolero lãng mạn cho âm nhạc Việt Nam chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học đệm bài hát Hoa Trinh Nữ, sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Chúng ta cùng học đệm bài hát này các bạn nhé. Trước khi đệm bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài hát này. Bài hát Hoa Trinh Nữ được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết hình thức 3 đoạn đơn. Đoạn A, đoạn mở đầu các bạn, chúng ta sẽ có sự lập lại hai lần, mình gọi là A1 và A2 các bạn ha. Thực ra hai đoạn này mình để muốn giống nhau thôi, chỉ khác chút xíu cho cuối các bạn ha. Rồi đến đoạn B, cao trào sôi nổi nè, đến đoạn A phẩy. Các bạn chú ý mình, đoạn A phẩy là phần tái hiện lại của đoạn A2, cho nên đoạn A phẩy và đoạn A2 chúng ta sẽ đệm hoàn toàn giống nhau các bạn ha. Rồi phần intro và ending thì luôn luôn có, không thể nào thiếu trong một bài hát được các bạn. Rồi nhắc các bạn một điều, chúng ta sẽ đệm ở tông nam là tông pha trưởng các bạn nha, tông nữ là tông đô trưởng. Mình đang học đệm ở đây, tông đô trưởng là tông các bạn nữ, các bạn nam có hát thì mình đệm với tông pha trưởng. Rồi đó là cấu trúc của bài. Chúng ta sẽ cùng ôn lại một số mẫu đệm để chút xíu mình áp dụng vào bài. Tèo có làm một cái clip chia sẻ các bạn rất nhiều mẫu đệm ở điệu bolero và rumba. Tèo sẽ để đường link ở phần mô tả, các bạn sẽ bấm vào đường link đó mình xem cái clip đó để mình tập luyện nhiều hơn, kỹ hơn. Còn ở trong phạm vi clip này mình chỉ ôn lại thôi các bạn nha. Rồi bắt đầu mình có hợp âm, ví dụ như âm la thứ đi, mình có hợp âm la thứ có là đô mi lá. Mình sẽ rải, rồi sau đó mình chập 3 lần. Mình sẽ rải như sau: là đô mi lá, là đô mi lá. Sau đó bạn chập giùm mình nốt đô và nốt mi cùng lúc. Mình chập 3 lần: 1, 2, 3. Các bạn nhớ chập theo cái tempo của điệu rumba các bạn nhé. Lần lại nè: là đô mi la, 1, 2, 3, là đô mi la. Các bạn cứ tập như vậy cho tay mình nó quen trước, sau đó mình sẽ tăng tốc độ cho đúng với trong đúng với cái điều của bạn ha. Rồi khi bạn đã quen tay, mình tập di chuyển hợp âm. Các bạn di chuyển hợp âm ngay ngón cái giùm mình, cứ hết chập 3 lần cái này xong. 1, 2, 3. Rồi mình di chuyển ngón cái, chuyển qua hợp tiếp theo. Tương tự như vậy các bạn ha, những âm khác. Bây giờ mình vô riff là mình làm thử nè. Rồi tập thử nha. Chuyển. 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 Đó là một ô nhịp một hợp âm, mình sẽ rải đều như vậy. Còn nếu như một ô nhịp mà hai hợp âm, các bạn sẽ xử lý như sau. Chúng ta sẽ rải, sau đó chỉ chập một cái thôi. Hồi nãy mình chập 3 cái đúng không? Bây giờ mình chập một cái thôi. Rồi mình di chuyển hợp âm. Mình thử nè. Các bạn thấy rõ ràng là mình chập một cái thôi. Rồi mình chuyển qua hợp âm tiếp theo. Rồi mình cũng chập một cái thôi, rồi mình di chuyển. Các bạn thử ha. Đó là cách để mình xử lý một ô nhịp mà hai hợp âm các bạn nhé. Đó, mình vừa ôn lại mẫu đệm, bây giờ mình cùng điểm sơ qua các cái âm sắc nhạc cụ mình sẽ sử dụng trong bài này. Đó là tiếng rát các bạn ha. Tiếp theo thầy sử dụng đó tiếng trinh. Tiếp theo thầy sử dụng đó tiếng guitar điện. Tiếng này để chút xíu nữa mình đánh các mẫu đệm các bạn, mình rải mẫu đệm đó. Rồi tiếp theo thầy sử dụng đó là tiếng saxophone. Tiếp theo thầy sử dụng đó là tiếng violon. Tiếp theo thầy sử dụng đó là tiếng air piano. Rồi tiếp theo thầy sử dụng đó là tiếng trống. Để chút xíu mình bắt chúng tay rồi các bạn. Rồi mình sử dụng thêm một tính năng rất hay. Những bạn nào mà thường xuyên xem kênh của cụ Tèo Piano đó, khi đệm hát sẽ không thể nào bỏ qua được cái phần tính năng là multibass. Mình bấm vô multibass. Rồi mình chọn, ở đây là mình đang đệm điệu rumba, các bạn sẽ chọn cho mình cái bộ là rumba and soca. Rồi mình nghe hiệu ứng của nó. Bộ gõ các bạn ha, đánh phụ họa cho mình. Có rất nhiều hiệu ứng để mình áp dụng.
Hiệu ứng số 1, số 2, các bạn chọn đánh những cái đoạn phiêu êm dịu, phiêu A, đoạn A các bạn ha, phiêu êm dịu á. Rồi hiệu ứng số 3, số 4 các bạn sẽ cho vô cái điệu mình, cái đệm đoạn mà điệp khúc á, cao trào sôi nổi mình cho số 3, số 4 vô. Rồi đó là các phần cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng bước vào đệm bài hát Hoa Trinh Nữ, sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Mình đến với phần intro. Các bạn quan sát dòng nhạc, intro chúng ta sẽ sử dụng tiếng saxophone nè. Rồi sau đó đến cuối dòng phía trên á, bắt đầu mình đổ tiếng violon. Rồi đánh hết xuống giọng dưới luôn, hết luôn. Tới cuối dòng mình đổi tiếng rap, mình dành một câu rồi sau đó ca sĩ sẽ vào. Bây giờ mình sẽ tập bài câu saxophone trước bạn ha. Các bạn lúc mới tập chúng ta nên lấy tiếng piano mình tập. Mình tập câu cho nó nhuyễn, khi nào nhuyễn rồi ráp hợp âm rồi chúng ta mới mở tới cái tiếng đó lên mình đánh. Lúc ban đầu tập như vậy các bạn ha. Các bạn chú ý giùm mình, những cái hợp âm nào mà ví dụ như Do major 7 các bạn bấm không được, hoặc là Fa major 7 hay gì đó, các bạn đánh hợp âm bình thường thôi, Do trưởng hoặc Fa trưởng thôi. Hoặc là La thứ 7, bạn đánh không được, bạn đánh La thứ thôi. Còn những bạn nào đánh được thì đánh hợp âm nó càng tốt các bạn ha. Nó tạo màu sắc cái phần hòa âm của mình, nghe rất là phê các bạn ơi. Rồi ví dụ như mình có câu đầu tiên mình tập tông Đô trưởng nè, tông nữ nè. Các bạn xếp cho mình Đô, Rê, Mi, Son nè. Đô, Rê, Mi, Fa, Son, 5 ngón liền bật. Rồi chúng ta sẽ lấy đà từ phách số 2 các bạn ha. Câu đầu của câu hát luôn các bạn. Son, Đô, Đô, Rê, Son. Son chúng ta sẽ vô phách số 1 các bạn ha. Son, Đô, Đô, Rê, Son. Son này mới vô các bạn nha. Rồi tiếp tục kéo dài ra hai phách. Rồi nói câu tiếp theo. Rê, Son, Mi, Rê, Đô. Rê, Son, Mi, Rê, Đô. Rê, Son. Nốt Mi các bạn sẽ kéo ngón áp út xuống. Mi, Rê, Đô là xong được một vế. Mình làm lại nha. Son, Đô, Đô, Rê, Son. Rê, Son, Mi, Rê, Đô. Nhớ kéo áp út xuống các bạn nha. Rồi làm lại lần nữa. Son, Đô, Đô, Rê, Son. Rê, Son, Mi, Rê, Đô. Rồi mình tập câu tiếp theo luôn các bạn ha. Nốt Đô rồi mình kéo dài hai phách ra. Rồi tiếp theo. Đô, Mi, Rê, Đô là. Ngón có sẵn đấy các bạn ơi. Ngón có sẵn rồi. Đô, Mi, Rê, Đô là. Là, Đô, Đô, Rê, Mi. Quá dễ các bạn ha. Ngón im một chỗ đánh hết câu. Khỏi chạy lung tung đâu cả. Ngón đều đẹp luôn. Làm lại. Đô, Mi, Rê, Đô, là, Đô, Đô, Rê, Mi, là xong. Bây giờ mình sẽ nối cả câu lại các bạn ha. Son, Đô, Đô, Rê, Son. Rê, Son, Mi, Rê, Đô. Đô, Mi, Rê, Đô, là, Đô, Đô, Rê, Mi. Quá dễ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ghép hợp âm vô. Các bạn chuẩn bị giùm mình hợp âm Do major 7. Chúng ta bấm Đô, Mi, Son và nốt Si. Những bạn nào không quen thì cũng cố gắng tập đi các bạn. Chẳng lẽ chúng ta suốt đời chúng ta cứ bấm hợp Đô trưởng hoài sao? Mình cũng phải tập bấm hợp âm 4 ngón như vậy để tay mình nó quen và nâng cấp hơn các bạn ha. Rồi, làm lại. Son, Đô, Đô, Rê, Son. Nốt Son này mình sẽ vô hợp âm Đô major 7. Rồi kéo dài hai phách tiếp tục. Rê. Nốt Rê này các bạn xuống như mình hợp âm Son, Bát, Si. Son, Bát, Si các bạn bấm giùm mình là Si nè, Rê nè, Son nè. Nó sẽ hợp âm được Son, Bát, Si. Còn để làm sao trên cái organ bấm được cái này thì chút xíu nữa mình nói sau các bạn ha. Bây giờ cứ tạm thời nhớ như vậy, tiếp tục. Còn bạn nào bấm được mình bấm Son trưởng cũng được chẳng sao cả. Nhưng mà nhớ bấm âm Son, Bát, Si nó hay hơn các bạn ha. Rồi tiếp tục nốt Rê cùng lúc Son, Bát, Si. Rồi. Rê, Son, Mi, Rê, Đô. Đô nãy bạn qua âm La thứ 7. La thứ 7 gồm có là, Đô, Mi và nốt Son nè các bạn. Cố gắng tập bấm luôn các bạn ơi, để mình nâng cấp tay nghề mình lên ha. Rồi tiếp tục. Mình kéo dài hai phách ra rồi tiếp tục nốt tới nốt Đô. Đô. Nốt Đô này các bạn qua âm Son trưởng cho mình. La này các bạn qua âm Fa major 7. Rồi tiếp tục. Là. Nốt La này các bạn qua âm Son trưởng. Đô, Đô, Rê, Mi. Qua hợp âm Đô major 7 là xong được cái câu saxophone này. Lần nữa bạn ha, lần nào mình không nói mình chỉ đánh thôi các bạn nghe theo dõi nha.
Sau khi bạn quét ghép hợp âm hai tay như vậy đã quen tay, chúng ta sẽ mở trống đánh thử, chọn tiếng saxophone. Các bạn nhớ cái câu saxophone này mình phối, mình đánh ở cái phiêu trống, đừng có tiếng kích trống, có bộ gõ, tiếng bass đi nền như thôi các bạn, là tạo cái màu sắc hiệu ứng. Các bạn phối như vậy nghe nó mới hay. Tự nhiên nguyên câu intro đánh cái lời lời với tiếng trống hoài à, cái người nghe ta cũng chán nữa các bạn ha, nó không tạo được màu sắc. Mình nên phối như vậy các bạn, nghe nó chuyên nghiệp hơn. Rồi báo trống nhấp nháy nè, nhấn cho nó báo sẵn đi, nhấp nháy nè. Đó, rồi bắt đầu bấm star cái là trống nó báo rồi mình mới đánh. Nhớ chuyên nghiệp các bạn ha. Nhớ, rồi vô. Xong rồi, dễ các bạn ha. Lần nữa nha. Các bạn quá đơn giản ha. Như vậy mình đã tập xong được cái câu saxophone đó. Bây giờ mình sẽ qua câu violon. Các bạn quan sát dòng nhạc, câu violon chúng ta sẽ bắt đầu đổi tiếng nè, rồi bắt đầu, nhưng mà mình tập bằng tiếng piano trước các bạn ha, cho nó đỡ nhức đầu. Rồi sau khi tới nốt mi này là hết của câu saxophone này nè, lúc đó các bạn sẽ chuyển ngón cái lên mình. Do mi son mi do, đồ mì son, các bạn nhớ ngón cái chỏ giữa, đồ mì son, rồi các bạn kéo ngón cái lên nốt mì, mì đố là ngón út, ngón cái út các bạn nè, làm lại, đồ mì son mì đố, rồi tiếp tục, đố si la pha son, đố si la, nốt pha thăng, rồi pha thăng là ngón chỏ, rồi son là ngón giữa, là xong, một vế làm lại các bạn nè. Đồ mi son mi đố, nốt đố này chúng ta mới vô xuống cái giọng dưới phách số 1 các bạn nha, còn đồ mi son chỉ là lấy đà thôi nha. Đồ mi son, kéo ngón cái lên mi đố, rồi tiếp tục ngón có sẵn, đố si la pha thăng pha son, là xong. Rồi tiếp tục luôn các bạn ha. Rồi nốt son này mình kéo dài hai phách ra, rồi bạn chuyển ngón út vào nốt la giùm mình, út vào nốt la, la son pha mi pha, quá dễ các bạn ha. La son pha mi pha, nó liền bật nhau. Rồi tiếp tục, các bạn kéo ngón út này về nốt son, tiếp tục, son mi re son đồ, là hết. Bây giờ mình nói lại cả câu này các bạn ha. Đồ mi son mi đô, đô si la pha son, rồi kéo ngón út xuống nốt la nè, la son pha mi pha, quá dễ. Rồi kéo ngón út xuống nốt son nữa nè, cứ xuống như vậy, son mi re son đồ, là xong. Bây giờ mình sẽ nối hợp âm vô. Từ chỗ nốt đồ câu nối ở trên đó, mình qua hợp âm đô 7. Đô 7 gồm nốt là đồ mi son và si dán. Đến cùng lúc xuống. Nốt đố này chúng ta xuống giọng dưới đó, bắt đầu mình qua hợp âm pha major 7. Đô pha major 7. Rồi các bạn kéo dài hai phách. Câu tiếp theo, nốt đố tiếp theo các bạn đánh hợp âm si chưởng cho mình. Nốt si chưởng gồm có nốt si nè, nốt re thăng và pha thăng nè. Đô si la pha son, son là mình qua mi thứ 7. Rồi kéo dài hai phách luôn, tiếp tục tới lá. Lá, lá này bạn qua bấm la chưởng cho mình. Rồi son pha mi pha, pha này mình qua hợp âm re thứ 7. Rồi tiếp tục, son, son này bạn qua son chưởng, mi re son đồ, về đô major 7 là hết. Bây giờ mình sẽ nối cả câu và không nói các bạn nha. Là hết. Rồi sau đó mình sẽ đổi qua tiếng rap và mình dành cái câu này để mình tập luôn các bạn ha. Rồi sau đánh xong về câu violon này rồi, mình báo trống, bấm nút xin top. Nhớ thao tác các bạn nha, báo trống, bấm xin top cái, mình đổi tiếng rap và mình dành cái câu này. Pha 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 son, pha 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 thăng son, pha 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 son. Bên đây các bạn dành hợp âm pha 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 son, pha chưởng nè. Rồi, rồi lên pha thăng đêm nè. Pha thăng đêm gồm có pha thăng, la và đô. Rồi qua nó son chưởng thì dễ rồi. Mình dành bên đây tay phải mình đánh nốt, nhưng mà tay trái mình đánh hợp âm các bạn nha. Như vậy nha, tập chậm đây nè.
pha pha rồi pha thăng nè, qua bên pha thăng đêm rồi son cùng lúc là xong. Mình ngưng lại, ca sĩ sẽ vào hát. Bây giờ mình sẽ nối cả câu violon và câu tiếng rap dành luôn các bạn ha. Rồi vô nè. Qua một rừng hoang, các bạn thấy rõ ràng mình dành lại cái ca sĩ sẽ rất dễ vào hát. Bây giờ mình sẽ đệm cả câu intro, các bạn quan sát thật kỹ nha. Nhớ cái câu saxophone mình đánh cái phiêu trống, đừng có tiếng kích trống, mình tạo màu sắc cho nó hay các bạn ha. Và chuẩn bị nha. Bấm nhấp nháy cho nó báo trống rồi mới vô nghe chuyên nghiệp hơn. Báo trống nổi tiếng. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang. Ok bạn ha, lúc đó mình dành lại xong rồi, các bạn nhớ bấm về cái phiêu trống êm dịu á, tiếng trống đừng có tiếng kích á, để mình dành câu đó xong. Rồi các bạn lấy tiếng trống cho mình nè. Qua một rừng hoang, lúc đó các bạn báo một câu đơn giản thôi. Qua một, mình báo là chữ một, tức là phách số 3, các bạn báo cho mình câu tấm tâm 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 xà. Cái xà nằm vô hợp âm nha, cái xà ba nằm vô hợp âm đó, nhớ nha. Còn cái tấm tâm tâm xà mình báo nè, rế đô si la dô, một câu đơn giản các bạn. Còn những người nào họ có cảm giác, họ có vốn nhiều thì họ báo những câu khác nữa. Qua một rừng hoa, ví dụ như vậy. Nhưng mình mới tập, mình tập cái câu đơn giản này thôi. Qua một rừng hoa, các bạn nhớ nha, rế đô si la xà. Bây giờ đánh cả intro kết hợp câu báo luôn, các bạn quan sát thật kỹ nha. Quan sát tay trái nè các bạn, thao tác tay trái, chuẩn bị nè. Báo trống nổi tiếng. Báo trống dành. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang, dù bụi đường tan tan. Ok bạn ha, như vậy mình đã đệm xong được cái đoạn intro của bài. Các bạn thấy dễ không? Cũng khá đơn giản ha. Các bạn có thắc mắc là tại sao intro cho tèo soạn là có, ví dụ trong đô chưởng mà lại có si chưởng không? Rồi lại có la chưởng không các bạn? Những cái hợp âm đó mình gọi là những hợp âm ly điệu các bạn ha. Nhớ nha, hay chúng ta âm nhạc mình gọi là chuyển tạm, hay mình còn gọi là ly điệu. Mà ly điệu là gì? Thì Tèo có làm một cái clip chia sẻ các bạn về cái phần ly điệu. Tèo sẽ để đường link ở phần mô tả luôn. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm về các cái kỹ thuật hòa âm này thì bấm vào đường link và mình tìm hiểu thêm các bạn nha. Rồi đó là kỹ thuật ly điệu, hay gọi là chuyển tạm. Rồi như vậy mình đã đệm xong được phần intro của bài hát. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn A của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc, mình đến với đoạn A1. Lúc này đơn giản các bạn ơi. Đoạn A1, các bạn thấy chữ E piano đầu không? Qua một rừng hoang, do mê sơ 7 đó. Lúc này chúng ta lấy tiếng E piano và mình chập theo những cái nốt, những cái hợp âm mà mình đã ghi. Ví dụ qua một rừng hoang, do mê sơ 7, bấm do 7. Mình đã bấm rồi giữ nguyên luôn các bạn. Bấm hợp âm rồi giữ nguyên cho nó rền ra nguyên cái ô nhịp đó. Và đánh cái phiêu trống mà đừng có tiếng kích trống các bạn ha. Tạo màu sắc A1 các bạn ha. Qua một rừng hoang, rồi đô mê sơ 7. Gió núi theo sang, rê thứ 7. Rũ bụi đường trên vai, qua mi thứ 7. Rồi mình đánh cái câu đệm bằng cái tiếng E piano luôn các bạn. Son, đô, rê, son, đô. Son, đô, rê, son, đô. Nốt đô rồi mình qua la thứ 7. Quá dễ bạn ơi, không khó, câu đệm không dễ, không khó lắm. Son, đô, rê, son, đô, qua la thứ 7. Rồi hai cây, mình qua son trưởng, chung ô nhịp với la thứ 7 đó các bạn. Hai cây hoa dài, dài đó mình qua pha major 7. Rồi cũng bấm hợp âm xuống cho nó rền cái ô nhịp ra. Rồi hai cây hoa dài, lẻ loi bên đường, đường qua son trưởng. Đó, đặt tên hoa trinh nữ, đô major 7. Rồi mình đệm thêm câu này. Son,
đô rê mi, sòn đô rê mi. Câu dễ bạn ha. Sòn đô rê mi, nốt mi này mình qua âm đô 7. Rồi báo trống cái ca sĩ tiếp tục. Quá dễ các bạn ha. Giờ đệm thử đoạn đầu nè. Rồi câu báo luôn, giống như intro xong rồi đó. Giờ mình câu báo nè. Qua một rừng hoa, gió núi theo sang, dù bụi đường trên vai. Câu đệm nè. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường, đặt tên hoa chính thế. Báo nhẹ cái. Đưa ta ta ta. Dễ không các bạn? Quá đơn giản ha. Lần nữa bạn nha. Qua một rừng hoa, ra ta ra ta. Mi thứ nè. Đẹp nè. Sòn đồ rê sòn đồ, hai cây hoa dài. Chập cho rền hợp âm thôi. Đường nè. Đặt tên hoa chính ư. Câu đệm nè. Sòn đô rê mi, báo trống cái. Khi vua ghé ra ra. Dễ các bạn ha. Quá đơn giản rồi. Lúc đó các bạn báo trống nhưng mà vẫn là cái feel êm dịu này nha. Feel không có tiếng kích đó nha. Nguyên đoạn A1 mình đánh cái feel đó các bạn nha. Rồi bây giờ xuống dòng dưới, báo trống cái xuống dòng dưới. Lúc này mình sẽ đổ cái tiếng guitar điện và mình đánh cái mẫu đệm. Hoa khơi nữ không mạnh. Chữ mạnh á mình qua âm rê thứ 7. Đời ngọc kiêu sa qua mi thứ 7. Hoa đâu dám khoe màu, màu mình qua la thứ 7. Cùng vàng cúc, cúc qua son trưởng. Lúc này một ô nhịp hai hợp âm thì mình đánh giống như mình nói rồi ha. Cái giải quyết đó mình cứ rải chập một cái thôi rồi chuyển. Khoe màu cùng cúc vàng tươi. Tươi mình qua hợp âm rê chữ mắt pha thăng. Bạn bấm giùm mình pha thăng nè, la và rê nè. Rồi bên này bạn bấm hợp âm gì cũng được, thế nào cũng được, thế nào cũng được. Đó, rê pha la cũng được, hoặc là phà la rê cũng được. Tại bên đây ông bát ông đã đánh cái nốt pha thăng này rồi. Chúng bên đây mình rải mình kết hợp cho nó càng hay thêm các bạn ha. Rồi. Bạn nào bấm không được mình bấm rê trưởng thôi. Nhưng mà bấm nên, nhưng mà tèo khuyên các bạn nên bấm như âm bát như vậy nghe nó phê các bạn ha. Rồi. Hoa khơi sắc hương thơm qua si dáng trưởng. Như là trong vườn mình qua son trưởng. Mình gánh mẫu đệm mà nha. Như hoa trình nữ đẹp qua son trưởng. Một chuyện tình hai chúng ta mình qua hợp âm si dáng trưởng. Rồi sau đó bạn đổi tiếng rát giùm mình. Mình đánh cái câu này. Xí la son thăng son. Xí la son thăng son. Xí la son thăng son. Mình ngưng ngay luôn, mình dành hai tay. Ok bạn nha. Bạn dành hợp âm được càng tốt. Si dáng trưởng nè. Si la về la thứ. Son thăng về son thăng đêm. Rồi son xuống son trưởng. Còn bạn nào không được thì mình đánh một nốt thôi, đánh một ngón chung ngón thôi. Đánh một ngón thôi, còn bạn nào được đánh hợp âm càng tốt. Ok, bây giờ mình sẽ đẹp cả dòng dưới, bạn quan sát thử nha. Hoa trinh nữ không mặn mà tan ta ran tan ta ta ran ta tan ta tan ta. Xiên trưởng trong vườn son trưởng đi mẫu đệm ta ta ra ta. Hai chúng ta qua xiên trưởng nè. Dành. Xưa thật là xưa. Thì dễ các bạn. Lúc đó các bạn sẽ báo qua cái phiêu trống có tiếng kích nè. Bấm xin tốp nè. Mình đổi tiếng rát và mình dành câu đó. Xí la son son. Hết. Làm lại lần nữa các bạn nha. Xong dòng dưới nha. Hoa trinh nữ không mạnh mà tan ta ra. Đó, mình cứ đi mẫu đẹp thôi, chẳng làm gì cả. Ô nhịp hai âm. Ta ran ta ran tần. Vườn nè. Những hoa trinh nữ đẹp nè. Hai chúng ta nè. Báo trống. Xưa thật là xưa. Lúc đó mình báo trống xong rồi nè, dành. Tay phải của mình đổi lên tiếng trống liền để mình kịp cái câu báo. Xưa thật, chứ thật là mình báo liền. Xưa thật là xưa là vô. Các bạn nhớ mình báo qua phiêu âm, mình pháo qua phiêu của cái kích trống nha. Rồi bấm xin tốp, đổi tiếng rát, mình dành. Rồi lên tiếng trống rồi báo. Xưa thật là xưa. Đó.
Như vậy mình đã đệm xong được đoạn A1. Các bạn nhớ đoạn A1 chúng ta đánh cái feel đừng có tiếng kích trống để mình tạo màu sắc nha. Rồi cái dòng đầu của A1 mình đánh bằng tiếng E piano, mình làm nền thôi. Bắt đầu dòng 2 mình đánh mẫu đệm vô, rồi mình dàn câu tutti đó xong A1. Bây giờ mình qua đoạn A2. Các bạn quan sát dòng nhạc, ở đoạn A2 này chúng ta sẽ bắt đầu đánh cái feel có tiếng kích trống. Mình sẽ sử dụng mẫu đệm ha. Lúc này lấy tiếng guitar điện đánh mẫu đệm. Xưa thật là xưa, đô ma số 7. Nhớ mấy cho vừa đây thứ 7. Bạn nào bấm không được chứ hạ âm này thì mình bấm âm bình thường, bấm rê thứ nó chẳng sao các bạn ha. Nhớ mẹ kề đêm mưa qua mi thứ 7. Lúc này mình sẽ đổi tiếng violon và mình đánh cái câu son đô rê son đô. Câu thì đệm cũng giống như A1 thôi, nhưng mà mình lúc nào mình sẽ đổi tiếng để mình đệm son đô rê son đô, tiếng violon các bạn nha. Son đô rê son đô, đô rồi mình qua la thứ 7 giống như ở trên các bạn ơi. Rồi cho qua son chữ chung ô nhịp. Có ông vua trẻ, lúc này qua pha mê sơ 7 mình đổi lại tiếng guitar điện và mình trải mẫu đệm. Đó, gánh quân qua rừng gì đó, rừng qua son trưởng. Dẹp quân sớm lên qua đô mê sơ 7. Rồi các bạn đổi tiếng violon đánh câu đệm. Son đô rê mi, son đô rê mi, giống câu nãy các bạn ha. Son đô rê mi, nốt mi này mình qua đô 7 là xong, báo trống ca sĩ sẽ hát tiếp. Bây giờ mình đệm cả dòng trên, bạn quan sát nha. Rồi, giả bộ mình dành xong rồi mình bắt đầu trống báo nè. Xưa thật là xưa. Đó. Mẫu đệm. Nhớ mẹ kề đêm mưa. Có ông vua chè mẫu đệm. Báo trống cái. Khi vua kéo quân về. Dễ các bạn, quá đơn giản ha. Chỉ việc đi mẫu đệm rồi có hai câu đệm thôi, câu lót nhỏ thôi. Lần nữa các bạn nha. Rồi báo trống mới vô giống như A1 mình xong rồi đó. Mình đệm và báo trống nè. Xưa thật là xưa. Đi mẫu đệm. Đổi tiếng. Có ông vua trẻ đi mẫu đệm. Đi mẫu câu đệm. Báo trống. Khi vua kéo quân về. Dạ các bạn, mình báo trống ca sẽ xuống dòng dưới. Bắt đầu xuống dòng dưới mình đi mẫu đệm tiếp tục chẳng làm gì cả. Khi vua kéo quân về qua rê thứ 7. Tình kẹp một giai nhân qua mi thứ 7. Lúc nào mình cứ đi mẫu đệm thôi. Hả? Vua sao xuyến tâm hồn qua la thứ 7. Mời nàng về qua son trưởng chung ô nhịp. Thì mình giải quyết các bạn nha. Rải chập một lần nãy mình nói rồi đó. Trốn hoàng cung mình qua rê chữ bát pha thang giống nãy. Rồi truyền cho khắp nhân gian của xiến trưởng. Mang lùa là đến cho nàng qua son trưởng. Rồi trên ngôi cao 9 tầng. Lúc này mình giải quyết giống hồi nãy. 9 tầng qua son trưởng. Hoàng hậu đẹp mình qua pha thứ. Pha thứ gồm nốt nè, pha nè, la dáng nè và nốt đô nè. Đó mình cứ rải chập một lần thôi. À, như ánh sao. Mình về đô major 7. Sau đó mình đổi tiếng rap và đánh câu này. Fa mi re đô. Câu này dễ bạn ha. Fa mi re đô. Các bạn có thể tutti luôn cũng được. Dành hai tay hoặc là mình đánh trong riff luôn. Để hợp âm pha trưởng nốt pha này. Fa mi re đô. Rồi về đô trưởng lại. Sau đó mình báo trống qua phiêu sôi nổi qua đoạn điệp khúc. Hoặc là bạn tutti luôn cũng được. Muốn tutti thì càng tốt. Tùy các bạn ha. Hoặc là mình đánh trong riff luôn cũng được. Rồi mình báo trống. Rồi, bây giờ mình sẽ đệm cả dòng dưới đó, bạn quan sát thử nha. Khi vua kéo quân về. Đi mẫu đệm bạn ha. Truyền cho khắp nhân gian. Cho nàng nè. Trên ngôi cao kín tầng. Pha thứ nè. Đổi tiếng nè. Báo trống. Tôi không phải là vua. Ok bạn ha. Quá dễ. Bây giờ mình sẽ làm lại lần nữa. Rồi bắt đầu. Khi vua kéo quân về đi mẫu đệm. Truyền cho khắp dân gian nào. Diễn trưởng. Cho nàng son trưởng nè. Chuẩn bị nè. Chín tầng nè. Tha thứ nè.
nổi tiếng rap nè. Ba mi rê đồ báo trống, tôi không phải là vua nên. Dạ các bạn, quá đơn giản ha. Như vậy mình đã xong được đoạn A2. Bạn nhớ đó, chỉ lấy tiếng rap cuối cùng đánh câu đó thôi, rồi báo trống qua phiêu sôi nổi. Bắt đầu mình qua đoạn B của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc, qua đoạn B của bài hát các bạn sẽ lấy tiếng string và đi nền theo những cái nốt mà Tèo đã gợi ý. Ví dụ như tôi không phải là vua vậy đó, mình qua mi thứ 7, mình đánh nốt mi. Nên một ước thật bình thường, mình qua la thứ 7, mình đánh nốt là. Đó. Như yêu một loài hoa, rê thứ 7 chứ hoa, mình đánh nốt rê. Tèo có ghi những cái nốt mà hát chữ đó, lời hát, lời ý ở phía dưới đó. Các bạn nhìn theo lời đó, mình đánh theo rất tiện lợi, thuận lợi cho những bạn nào mới tập các bạn ha. Còn những bạn nào rành rồi thì mình đừng có nhìn vào lời, mình chỉ nhìn vào ô nhịp thôi. Ô nhịp nó có gì mình đánh cái đó thì nó chuyên nghiệp hơn. Còn mình mới tập, mình cứ nhìn vào cái lời đó, mình tập nó đơn giản hơn cho mình. Hoa rê thứ 7 nè, rê nè, buồn phiền, qua mi thứ 7 nó sòn. Đó, loài hoa không hương, không hương qua la thứ 7 mình đánh nốt đô. Không sắc màu, qua son chữ nó nốt là. Rồi, nhưng loài, chữ loài đó mình qua rê bát, rê chữ mắt pha thang. Giống hồi nãy mình nói rồi ha, thứ nốt là. Đó, vạn thơ, thơ si dán chữ nó nốt rê. Rồi mình đệm thêm câu này. Rê mi pha son, rê mi pha son, qua son trưởng là xong. Dòng trên mình báo nhẹ cái tiếp tục hát tiếp. Bây giờ đệm dòng trên các bạn ha. Tôi không phải là vua nên một ước thật bình thường nè. Hoa nè, thiên nè, loài hoa không hương không sắc màu. Nhân loại nè, ngây thơ nè, tiếng chữ nè, đẹp nè. Báo, tôi không phải là vua. Dạ các bạn, quá đơn giản nè. Chỉ việc đi nốt theo gợi ý thôi. Lần nữa bạn nha. Yo, tôi không phải là vua nè. Thương nè. Hoa nè. Thiên nè. Hương nè, màu nè, loài nè, thơ nè, danh nè. Rồi báo cho ông, tôi không phải là vua. Đó, đơn giản các bạn, quá dễ bạn anh, chỉ việc lấy tiếng trinh đi nền theo thôi. Lúc đó mình báo chống cái ca sĩ sẽ xuống dòng dưới. Dòng dưới mình đệm cũng tương tự như vậy. Tôi không phải là vua, qua pha major 7 mình đánh nốt la. Đó, nên nào biết, biết mình qua si trưởng mình đánh nốt si. Si chữ này mình nói rồi bạn ơi, si, rê thang và pha thang. Biết đến xa hoa mình qua mi thứ 7 mình nốt sòn. Đó, không ngọc ngà kiều hoa mình qua la thứ 7 nốt sòn tiếp tục. Không nệm ấm qua la chữ này nốt la. Không phấn son qua rê thứ 7 nốt phà. Đó, tôi chỉ là người lính, lính mình qua mi thứ 7 mình nốt mi. Xa nhà mình xuống nốt sòn đánh la thứ 7. Rồi, thấy hoa qua rê thứ 7 nốt rê. Rồi bắt đầu mình sẽ báo trống về phiêu êm dịu, bấm nút xin tớp và mình dành luôn cái câu chung với câu hát của người ta. Thấy sòn si rế đô, sòn si rế đô. Và nhớ nha, mình dành luôn sòn si rế đô. Bạn bấm son trưởng cũng được rồi nè, bấm son trưởng thôi. Sòn si rế đô. Bên này đánh sòn si rế đô, nhưng mà bên đây bấm sòn 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 đô. Mình bấm hợp âm các bạn nha. Là xong. Lúc đó mình đánh thêm câu, mình đổi qua tiếng rap, mình đánh câu này fa mi re đô, giống cái câu nãy của mình là xong. Bây giờ mình đệm cả dòng dưới, bạn quan sát thật kỹ nha, tương đối cũng phức tạp đó. Tôi không phải là vua nè, biết nè, hoa nè, điều hoa nè, ấm nè, son nè, lính nè, xa nhà nè, thấy hoa nè, danh nè. Xong, lúc đó các bạn nhớ giùm mình, lúc mà mình bấm nút trống và phiêu êm dịu, bấm nút xin tốp rồi đó, mình dặn câu này đó. Sau khi về đô trưởng nè, sòn si rê đô, tay của các bạn, tay trái vẫn giữ nguyên. Đúng không các bạn? Mình đừng có buông nó bị mất. Lúc đó mình vẫn phải giữ nguyên, tại vì xin tốp nó vẫn còn. Rồi giữ nguyên đi, lúc đó tay phải của mình sẽ đổi tiếng rát và tiếp tục đánh cái câu kia. Ba mi rê đô. Rồi mình dành lại một cái.
sau đó mình mới buông tay ra các bạn ha. Làm lại lần nữa, bạn quan sát chú ý tay thật kỹ thao tác nha. Tôi không phải là vua nè. Tôi không phải là vua nè. Biết nè. Hoa nè. Không ngọc ngà kìa đồ hoa nè. Ấm nè. Son nè. Lính nè. Xong, các bạn nhớ nha, lúc đó mình giữ nguyên tay trái, về mình về giả bộ mình dành xong nè, son si re đô, rồi tay trái mình giữ nguyên đi, tay phải mình đổi tiếng rát, rồi tay trái mình giả bộ mình giữ ngón cái này cho nó hợp âm, nó vẫn còn nhớ, mình giữ ngón cái này nha. Rồi các bạn nhớ là xin tốt mình vẫn còn, cho nên mình phải giữ ngón cái này để cho nó trong cái đờn nó ghi nhớ là mình vẫn đang đánh hợp âm. Rồi bạn nhớ giữ ngón cái, rồi tay của mình bấm nút đưa lên đây, bấm nút feel cho nó feel đi. Rồi là mình đánh câu này vừa luôn các bạn. Fa mi re đồ là mình vừa về. Là mình dành là cho nó cuối cùng làm ngân này luôn. Lúc đó ca sĩ sẽ qua đoạn A phẩy. Mình sẽ lấy tiếng trống này mình báo lại câu nãy. Các bạn nhớ nha, thao tác này hết sức ấy nha. Bây giờ mình dành xong rồi nè. Son si re đồ nè. Đó, hiểu ra là rõ ràng không? Tay này đổi tiếng mà tay này phải bấm nút feel. Đó, đánh cái về cùng lúc. Dành cái là xong, là hết. Như vậy mình đã đệm xong được đoạn B của bài hát. Bạn nhớ tập thật kỹ nha. Nhìn thao tác của tay trái thật kỹ bạn nha. Chúng ta chuyển qua đoạn A phẩy. Như từ đầu mình đã phân tích, đoạn A phẩy là phần tái hiện lại của đoạn A2. Cho nên mình đệm đoạn A phẩy này, đệm A2 giống hệt nhau. Mình lấy đoạn A2 mình đệm A phẩy các bạn ha. Khỏi cần nhắc lại để mất thời gian. Bây giờ mình đến cái phần gian tấu. Cái đoạn gian tấu giữa bài hát ở cái bài này, các bạn sẽ đánh lại cái melody, đánh lại giai điệu á của A2. Rồi sau đó mình sẽ báo trống, ca sĩ sẽ vô đoạn điệp khúc nha các bạn nha. Tại bài này khá dài, nếu mà mình đánh intro rồi hát từ đầu là dài lắm các bạn ơi. Mình sẽ đánh giai điệu, đánh melody A2 á. Rồi sau đó báo trống qua phiêu sôi nổi cho ca sĩ sẽ hát đoạn B. Rồi đến phần ending, chúng ta sẽ đánh lại câu intro. Đánh lại câu intro từ câu số 2, tức là câu violon các bạn. Để mình kết bài, mình thử câu ending các bạn ha. Lúc này các bạn sẽ đánh giùm mình cái câu này. Sau khi đánh về nốt đô xong, rồi báo trống bấm xin tốt, đổi tiếng rát. Và mình dành cái câu nãy đó, fa mi re đô, là mình hết bài luôn. Là xong các bạn nhớ nha. Lần nữa bạn nào quan sát thật kỹ nè. Đồ nè. Hết. Dễ các bạn, quá đơn giản ha. Như vậy mình đã đệm xong được cái đoạn bài Hoa Trinh Nữ, sáng tác rất nổi tiếng của nghệ sĩ Trần Thiện Thanh. Tèo vừa chia sẻ các bạn cách đệm bài hát, các bạn hãy cố gắng tập luyện theo những gì Tèo chia sẻ nhé. Nếu như các bạn trong lúc tập luyện mà khó khăn gì đó, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ với các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì, các bạn cứ để lại tên bài hát, nhưng mà phải từ từ lần lượt Tèo mới soạn cách đệm được các bạn nhé. Chứ cùng một lúc Tèo không thể nào có thời gian mà soạn được các bạn ơi. Rồi, nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.